thân mến, đây là phần hình phạt. Đội bị phạt là đội sẽ ngồi phía trước. Đội phạt người ta đứng ở đây chọn con số. Chọn số xong, chọn người mình muốn hổ trên đầu đội chuột. Dạ, chọn số mấy từ 1 tới 5? Em sẽ chọn số 1. Đây, số 1. Nặng hơn số 5. Em hợp số 4. Đây, số 4. Ngọc chọn số mấy? Em chọn số 3. Chọn số 3. Trời, để đó giùm em. Cho em hỏi nhà trai tới chưa để trao quà. Ngọc muốn chọn ai? Sao vậy? Xin lỗi ông chú, em chọn bé Thúy Ngân. Chọn bé Thúy Ngân. Ồ, chị mắc cỡ chưa? Yên tâm, chị sẽ đối đãi với em thật tốt. Trời ơi. Trời ơi ơi. Một viên giòn phanh loãng á mọi người. Này vừa mới nhúng gà rán. Xíu nào. Luân, chọn ai? Thôi anh em mình ra đi chứ anh Vinh. Ý trời rồi Luật ơi. Trời ơi. Ủa sao giống nhau vậy? Cái màu khác nó nằm ở chỗ này. Ý trời rồi anh Luật à. Thật sự tôi không muốn làm điều này với ông anh yêu quý của tôi. Anh có điều gì muốn nói với gia đình không ạ? Lẹ đi. Lẹ đi. Và đây là hình phạt dành cho Tiến Luật ạ. Có một lời khuyên là anh nhắm mắt nhắm miệng đến thở luôn. Wow. Hey. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Đang tí luôn chứ mẹ. Đôi giày trắng. Đôi giày trắng. Chú Thúy Vinh cũng sẽ đến và mang em về với gia đình. Thì ngày hôm nay ngoài hai bạn ở đây thưa quý vị, thì hồi nãy có một bạn trẻ nữa mà nhảy, mà tại vì lẽ ra là khúc cuối là có Luật chạy ra nữa, nhưng mà khi mà Lâm Vinh Hải biên đạo á thì Luật yêu cầu bỏ đi bởi vì mệt quá rồi, chạy ra không nổi nên phải cần thời gian nghỉ ngơi. Và bây giờ là sự trở lại của Tiến Luật. Wow 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 wow. Hey. Rồi, được chạy lắm á, đi con bà. Ở trong tình tôi đặt quá trời ra, không vô nhịp gì trơn trời. Tính là cho một màn ra mắt hoành tráng nhưng mà không ngờ nó lạc lẽo tới như vậy luôn. Thôi bây giờ mình vô lại để anh giới thiệu cho hoành tráng nè, đi vô. Thưa quý vị, chúng ta chào đón sự trở lại của Tiến Luật. Thôi, một mình thôi. Súng lên hả ông? Đúng rồi. Thưa quý vị, trong một chương trình của chúng tôi hiện tại đã có 4 nụ rồi, thì không thể thiếu khách mời Song Luân. Yeah. Em chào mọi người. Wow. Đây là lần thứ bao nhiêu em đến với chương trình? Dạ lần đầu tiên. Mới mẻ hoàn toàn. Mới hoàn toàn. Chưa biết gì về đời. Có coi rồi. Chưa biết gì về đời. Có coi rồi. Thế thì em thích nhất nghệ sĩ nào trong chương trình này? Dạ về cái sự mưu mô anh. Về cái sự mưu mô anh mà kiểu mà gây góc, mà nói chung là kiểu suy nghĩ thấu đáo là em đi sai lúc rồi. Anh Vinh. Anh Vinh. Đó, thấy chưa? Lời đầu tiên Song Luân khẳng định là thích anh Vinh. Thưa quý vị, xin hãy nhớ chương trình chúng tôi không những có Trương Thúy Vinh mà còn có Tiến Luật, có Thúy Ngân và có Trường Giang nữa. Chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion. Trời ơi.
phối hợp với công ty Đông Tây Promotion. Trời ơi, hai em đi quay mà đi ăn hả? Ủa, ăn gì anh? Làm chương trình mà hai em ăn bún đậu mắm tôm hay gì vậy? Có đâu anh. Để một mẹt trong đó, hai đứa ngồi ăn kêu ra quay không chịu. Có đâu, hồi nãy giờ đợi hoài có ai giới thiệu hai chị em mình đâu. Bởi vậy giới thiệu lại giùm tụi em được không? Thưa quý vị, chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Vỗ tay. Vỗ tay. Rồi, Luân thân mến, bây giờ anh sẽ xin hỏi là đôi điều là đã từng coi chương trình này rồi, em thấy anh Luật sao? Anh Luật thì bên nào mạnh thì anh qua, bên nào mạnh thì anh qua. Dựa theo thời thế. Đúng. Đó là câu đó hay dễ sợ ha. Dựa theo thời thế nó khác với cái câu mà bên nào mạnh thì bên đó qua. Gió nào khác chiều đại thôi chứ. Đó, ngưng ngưng sao? Ngưng thì dạo này em thấy sức khỏe vai u thịt bắp. Có nghĩa là có nghĩa là hữu dũng vô mô. Nói lại ngưng cho nó sang trọng nè. Nói chung là một người biết tận dụng cái sức khỏe của mình. Thì em có mong muốn về đội của Ngân hay là của anh Vinh hay là của anh Luật không? Dạ thôi, số phận đêm đi đâu thì em qua đó cũng được. Thưa quý vị, để tạo nên một chương trình, ngoài những người vừa giới thiệu thì có đạo diễn, có ekip sản xuất, có make up, có người nấu ăn, có quay phim, có các bạn trợ lý, có tất cả mọi người và có tình yêu của quý vị nữa. Hay quá, chơi cho anh. Được rồi, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu. Dạ kính thưa quý vị, chương trình 7 nụ cười xuân không thể nào thiếu được hai chị em, được hai nụ xinh đẹp, đó chính là Lan Ngọc và Lâm Vĩ Gia. Rồi. Cái nhạc hồi nãy nó kỳ lắm nha. Nhạc kỳ ghê luôn. Nhạc ví dụ như là Lâm Vĩ Gia than là nhạc chào mừng. Dạ lắm bây giờ. Là đi về. Là nhạc đuổi đó. Nó giống như là một cái tạc vô mặt hai đứa mình. Bây giờ anh có sự lựa chọn nha. Giới thiệu theo phong cách MC, giới thiệu theo phong cách chú Ba chú Bảy Bạc Liêu, giới thiệu theo phong cách giác lúa đó. Hai đứa thích phong cách nào anh cử người giới thiệu. Sao cũng được hết đó. Mời chú Bảy ở dưới gì đó giới thiệu. Ông anh giới thiệu hai má con tôi cho đàng hoàng cho coi được. Nói chung là hôm nay là cũng ngày vui của gia đình. Ông tôi chết có gì vui? Ông tôi chết có gì vui? Anh có nói đám dỗ. Đám dỗ của người mất. Nhưng mà anh em ta tụ họp về đây, người ta kể lại chuyện kỷ niệm của người đã mất, thì người ta cũng bồi hồi, người ta cũng có cái sự vui vẻ trong đó. Rồi. Chứ muốn ôm cái sự buồn bã đó hoài hay sao? Thôi mời vô đi. Ăn sắp hết rồi, đi vô. Vô ăn đi. Vô. Vô gì vô chị. Ủa chưa giới thiệu. Vô. Ủa, đi vô đi. Không có phần giới thiệu đâu. Không có phần đó, tại vì cái chọt chọt vô làm sao người ta giới thiệu được. Vô. Ủa mọi người sao vậy, đối xử với hai chị em tụi em chị. Thưa quý vị, Ninh Chi Lê Ngọc và Lâm Vĩ Dạ. Chúng ta cùng đã. Âm nhạc đi. Không cần nhạc. Không có nhạc, ống nhạc. Chạy ra được đâu. Nhạc ở bên đây nè. Các anh em còn lại, Chu Thế Bình, Thiên Ngân, Song Luân và Tiến Luật nhạc. Hey. Chẳng những nhạc mà còn có hey. Ủa sao xuống nhạc vậy? Bây giờ chúng ta có đầy đủ thành viên rồi. Khách mời là Song Luân, sức mạnh, nhanh nhẹn, hát hay, đàn giỏi, đẹp trai. Bây giờ chúng ta sẽ có một phần gọi là chia đội ha. Yes. Có mong muốn y chang vậy luôn không? Không. Sao vậy? Sao? Rồi, anh Kim tìm sao? Số đầu tiên rồi. Số đầu tiên gây cho tôi sự ám ảnh tột cùng rồi. Anh phải cho em gỡ ngoài chứ. Không, tại anh chơi dở thôi. Không, trời ơi, tôi nhớ tới những pha bật ghế đồ này nọ, tôi sợ lắm rồi. Vậy mình sẽ quay số ngẫu nhiên. Dạ. Ok, quay số. Anh quay sẽ hối hận không có em trong đội. Dạ vâng ạ, xin mời quý anh chị làm ơn mua số giùm tụi em. Tụi em chuẩn bị tới giờ quay số nè. Anh chị ơi, anh chị có số nha. Mình có mua chưa? Đủ đó hết rồi các bạn, chuẩn bị quay số nha anh chị ơi. Nhìn đi rồi bắt đầu kiếm bài, số mấy? Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Con số 2 à? Vâng, số 2, mình có số 2 chưa? Đó. Số 2, vô. Rồi, Lâm Vĩ Dạ số 2. Ủa gì vậy? Ủa? Là số của em đó. Ủa, chứ không phải em. Rồi, Lan Ngọc. Ủa, em tưởng em là người hát thôi chứ. Ai, xin cho tôi biết em yêu anh đây. Ai, hiểu luôn. Rồi, hiểu luôn. Mama yêu em.
thấy vô em hả? Ừ, ok. Số gì ra, số gì ra, số gì đây? Thật ra có mấy con máy mình ra. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất quý vị ơi. Nhanh tay lấy cho mình một tấm vé nào. Ai 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 ai. Con số 2. Con số 2. Vậy thôi khỏi quay nữa nơi, khỏi quay nữa nơi. Em đứng em nhúng một hồi em văng qua đây rồi. Tiếng ngâm số 1, hát luôn. Rồi hát đi. Vô. Một người đi với một người. Một người lặng lẽ, một người buồn thiêu, một người vui biết bao nhiêu, một người vui biết bao nhiêu. Thôi mà, thôi, thôi. Là nói số 1 rồi bà con ơi, là nói số 1 rồi bà con. Là số 1. Là nói số 1. Một người vui biết bao nhiêu, một số 1 ạ. Một người vui biết bao nhiêu, một số 1 ạ. Thôi mà, thôi, 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 không có quạo nè. Như vậy là các bạn gọi số để mà chia đội chỉ có một lượt duy nhất, ba người là ba người về đội luôn. Ủa rồi chơi được không? Được chứ, được chứ anh. Được. Hơi hơi nặng nhưng mà có Vinh qua gỡ lại được. Wow. Được. Đáng lẽ là bé Ngọc qua bển là anh luôn. Vậy là mọi người đồng ý với cái sự ngẫu nhiên đúng không? Dạ. Dạ vâng ạ. Hát một câu hát để mình kết thúc ở đây, mình vào vòng 1. Mới có mở màn, hát cho hay đừng để khán giả chuyển kênh nha em. Chim rừng ơi liễu lo. Chim rừng ơi liễu lo, chim rừng ơi liễu lo. Cánh thơ mộng qua, anh chờ em bên đó. Sao chiều nay mưa không qua? Mưa không qua. Xin đừng chỉ cái lại, xin đừng chỉ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giận thiệt luôn á. Sao vậy? Hay không sao chứ? Vậy? Bé đó bữa giờ đang học bài đó đó. Rồi mời Lan Ngọc cứu em nó. Sân xanh chỉ đây đến xe chiều mà sao trời ơi vật cô đơn thế này. Ơi vật cô đơn thế này. Ơi vật cô đơn thế này. Ai cưa thì cưa dùng cái đi khỏi cần. Không, không cần nhạc. Lăng tăng chữ thì đâu thở mà trẻ con. Chạy chữ ở dưới cho người ta biết hát cái gì nha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và bây giờ là vòng đầu tiên của 7 nụ cười son. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10. Đặt hàng ngay tại vshop.vn.